trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là DJ House Rider. Lý do Rider đến với chương trình Anh Trai Say Hi? Lần này mình đến với Anh Trai Say Hi thì thật sự là mình rất là muốn thể hiện những thứ mà mình đang có và mình đã được học ở trong trường, cũng như là muốn bứt phá bản thân hơn nữa, và cũng như là muốn được gần gũi với khán giả hơn để mình có thể đưa đến những màn trình diễn thật là hay và thật là đẹp mắt cho tất cả mọi khán giả. Tôi với anh easy, lao động xuyên đêm làm nhạc ly bì. Ở đây là nhà dê bán nhạc chất, tạo nên sức nóng để họ thi gì. Anh bước đêm phải xếp thành hàng, yes sir, I got my swag. Rock that beat bây giờ xong thành vàng, lọc trần lại trên internet. Working hard and getting money, phải khiến bản thân tốt hơn. Cái lao về đích, đôi khi flexing chỉ là vô tình. Để kiểu mạo vài bên hơn, man. Anh không được đâu, có nhiều demo và chỉ rom on the soul. Anh thử học cách yêu lời hết như niềm đau. Cũng đang dần học cách yêu cả hater. Anh như tương lạc vào trong mùa đen. Phải cố lên, make the money, play gold chain, keep it for that in the end. Nước mắt cũng đã rơi rồi, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cảm xúc ấy đã bơi. Thôi những lúc anh đốt ta, nó không thay được đâu. Những cảm xúc như mất giờ, nó chung đầy vừa sau. Anh cứ bước như một đêm bất cần. Nào hết, baby cứ tạo sao này cứ phải tạo nét. Vì lời cần giống đồng anh cũng bên, yeah, yeah, yeah. Oh, continue your line, đứa trai. Lại là DJ House Rider. Vậy là mình đến lúc kết thúc rồi phải không? Phải, sao nước mắt chảy ngược vào trong. Và em cũng đã nói rõ chúng ta nên over. Và có lẽ sẽ khó để không còn nhớ, không còn nhớ. Oh baby, go let me know. Để lại đông đô nát chẳng biết giờ em nơi đâu. Chỉ mong như đông hồ cát quay ngược về nơi bắt đầu. I will let you go. Và từng cơn bão lòng cứ khiến anh đau, yeah. Nước mắt ở xin này cứ rơi. Buồn một chút thôi. Để người khác bên em sau này. Là nỗi đau như giày vò trái tim. Anh chẳng thể điên. Ta đã mất nhau như vậy. Continue your life, đứa trai. Mặc dù là hoa hướng dương kia ở nơi rất xa. Tháng ngày sau này lỡ gặp nhau lại. Oh my baby, just leave me alone. Chúng ta đã hết cơ hội, em bước trên con đường mới. Còn anh ở trong buồn tối gắt gà nước mắt khoe môi gừng cười. Chẳng có ai ở trên đời vốn dĩ thuộc về nhau. Đâu phải bước đi qua niềm đau thì mới thấy được phép nhiệm màu. Anh vẫn cứ tin điều thần kỳ sẽ tới. Nhưng có lẽ định mệnh muốn hai ta phải chia hai lối. Chẳng đây chỉ là trùng hợp, bắt đang kéo đến từng đợt. Anh luôn hy vọng rằng qua ngày mai cả hai sẽ tìm được khoảng trời mới. No matter xin này cứ rơi. Buồn một chút thôi. Để người khác bên em sau này. Ngàn nỗi đau như dày vò trái tim. Anh chẳng thể tin ta đã mất nhau như vậy. Continue your life, đứa trai. Mặc dù là hoa hướng dương kia ở nơi rất xa. Tháng ngày sau này lỡ gặp nhau lại. Mình thế thôi, chẳng thể nào đổi thay. Anh quên thời gian, chẳng thể nào quên đi được em. No matter gì này cứ rơi. Buồn một chút thôi. Để người khác mang em sau này. Làm nỗi đau như giày vò trái tim. Anh chẳng thể tin ta đã mất nhau như vậy. Continue your life, đứa trai. Mặc dù là hoa hướng dương kia ở nơi rất. Rider.
Rider. Yeah, yeah. Lại là DJ House. Mama Morning Team. Không có anh là cậu ấm dầm bờ trung đình đa tài. Gặp phải con em chance. Falling your ride. Đồng hồ như tắc nghẽn, không gian như bị ngưng lại. Bàn tay em chạm im, vài giờ anh lặng im. Thật sự anh vẫn tin, đôi đình mệnh anh sẽ đến. Còn những ice cream, chuyện mình như là phim. Và chắc chắn anh không muốn chuyện tình này phải kết thúc. Oh girl, đôi mắt sẽ tình vào rồi bỏ đau ghi hình. Cho nên trước mắt không thể bỏ lỡ. Em thật sáng hết nơi đây, không cần phải 24K. Yeah, yeah, alright. Baby chuẩn bị gì vào tối nay. Oh baby girl, oh. One, two, three. Lời gần dân lòng anh cũng mẹ. Có anh không phải sợ bất cứ nhà nào hết. Baby cứ tỏ sao nên cứ phải tạo nét. Vì lời cần dùng lòng anh cũng bên. Yeah, yeah, yeah. Oh, yo. À, kia có phải là cổ chén không ấy nhờ? Đúng rồi anh ơi. Wow. Làm từ Innova đi anh ơi. Anh chơi rap, còn em là diva. Anh muốn nghe em hát, còn anh nghe guitar. Anh là Picasso, Mona Lisa. Anh lái trap, thi thoại cabina. Chỉ cái tay mình nạp cho biến là tìm mana. Lên phố mua cho em cái Daisy Aga. Như thầy anh không thích có tích và drama. Anh chỉ có một hoa là em ở đó đi ba hoa. Có âm phù chén tới trên đường Lisa rap. Mà em chớp chớp chắc cái phong khi anh ra rap. Em như con beat trap để anh flow qua. Em là lời quý giá trong từng câu ca. Về đôi ta như anh tiên muốn được làm easy baba. Anh nghĩ mình over hot nên về chờ cả mama. Lời gần dân lòng anh cũng bên. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Anh là cậu con gặp em là chết. Yeah, 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 yeah. Có anh không phải sao vẫn có nhà nào hết. Baby cứ tỏ sao nên cứ phải tạo nét. Vì lời gần dân lòng anh cũng bên. Yeah, yeah, yeah. Right, what you got? Em chào anh con tim anh trả lại một cuộc đời. Em là thiên đường nơi mà anh luôn muốn tới. Không ai ngoài anh được xứng đáng hơn đâu. Vì anh là người duy nhất ở lại khi em thức sáng hôm sau. You lost and found me baby. Lời gần dân lòng anh cũng bên. Yeah, yeah, yeah. Team baby. Chẳng thể bận tâm đồng hồ mấy giờ. Một cậu ông biết giờ là đến DJ House. Đồng đồ che hết cả show bên cạnh Rider. Có nhiều người nơi khả năng anh không được đâu. Có nhiều demo và chỉ luôn mong được show. Anh tự học cách yêu lời hết như niềm đau. Cũng đang dần học cách yêu cả hater. Anh như tương lạc vào trong hố đen. Do you phải go lên. Make your money play go chain. Khi cơn phố đã lên đèn. Nếu mà cũng đã dở rồi mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cảm xúc ai đã bớt. Có những anh đó ta nó không tay được đâu. Những cảm xúc như mất giờ nó chung đầy vào sâu. Anh cứ bước như một kẻ bất cần. Anh cứ bước như một kẻ bất cần. G yeah. Và mẹ anh đã dặn là luôn phải sống thật đối với bản chất. Từ chưa hiểu những kẻ muốn cản chân. Rider on stage sân khấu lớn cho đến mini show. Sắp đáo cho đời mọi đi tìm và tất cả em đi chỉ hào. Yeah, everyday chỉ có tập và hết. Get the baby là inflow ra. Anh như khói xe rất độc và khét. Dù là Mercedes hay là Innova. Pick it up,
Make it up, yeah. Hey, turn it up, yeah. Yo, make it jump, ride a chain, không cần xăng, yeah. Nhiệt lượng lăn qua số khoa nóng, đi xe bó đã bước đến mỗi ngày, boom 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 boom. Không phải ride nhưng mà tên là khá giống, mở 500 pay rồi là. The money tip ở trên bảng tin, phòng thái bình tĩnh em cứ từ từ từ. Nhắc anh chuẩn bị release, em là team chi chít, không biết chi 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 chi. Sir, anh không thích flower, bị ổ xe anh là từ chối hiểu. Boy, anh như Kid Leroy, lời công kích anh là từ chối hiểu. Money, anh get some more, bỏ ngoài tai tất cả lời khó hiểu. Sâu anh kín ở trong tờ khó biểu. Ba 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 ba. Bởi vì anh không thích từ chối hiểu để sống không real. Từ chối hiểu để tap your hand, anh từ chối hiểu để hold up. Từ chối hiểu để bước lên mai sẽ từ giới thiệu. Mr. Right để không nói nhiều. Hãy thực sự là điều tuyệt thiểu này. Hãy đừng không có những từ chối hiểu này. Ra khuôn đem lòng yêu thành phố vì ở đó có người ta thương số cặp xúc dày hố chỉ biết biết kể qua gương vì anh là một kẻ tha hương nên em quyết định phải xa luôn gắt đem lại thêm một cú lừa cảm xúc của anh riêng nhưng em lại chưa đùa vốn dĩ ngay từ đầu bàn phía anh đã thua còn baby liệu rằng chỉ một vài câu nói để xin lỗi đôi lúc có ghét em giữa trái tim của người mà em yêu tình yêu cho đi anh cũng chẳng quan tâm mình sẽ nhận lại được là bao nhiêu. Em chuyển tranh và khóa mình đi đến đây cũng là quá trình hành động anh tất cả chỉ là trả hình hai chúng ta đi đến hôm nay cũng đã quá mai em chẳng giữ với anh đâu nhờ bởi vì đã lòng chẳng giữ với anh đâu nhờ sorry baby giờ anh không thể bên em được lâu và đến đây là đêm cuối ta gặp nhau em chẳng giữ với anh đâu nhờ bởi vì đã lòng chẳng giữ với anh đâu nhờ chắc tình yêu này có lẽ phải chút may mà là sao vì cảm thấy vốn thì chẳng cứu vãn được đâu em làm gì cả tối nay liệu có uống say. Có nhớ anh baby all day and all night. Anh như rơi xuống đây như falling, 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 falling. Đang tăng ga trên phố đặt khói áo sau tình yêu tạo cho mình. Late night, đó là bad vibe. Và anh vẫn luôn tự nhủ mình chẳng được phép sai. Để cố bước qua cánh cửa trước khi nó khép lại. Và chờ mong chúng ta thật lòng từ giờ cho đến mai. Cất dâu và đi chơi trọn vẹn hoa minh vào thành phố. Vi vụ ở phía dưới ngọn đèn lang thang trong thủ đô. Thoát khói bước được khi chặt thẹp và có lẽ đến như vậy. Quan em hình nói về chuyện của chúng ta ở sau này. Bởi vì sau này gặp sẽ chém mét, điều gì phải đến cũng sẽ đến. Chăm chỉ làm việc ngày đêm, vẫn phải cố gắng đi cày thêm, kiếm cho cái vị dài lên. Để một ngày cũng đến gần được em. Shortly, chỉ you got a dream. Có những lúc anh chỉ biết lặng im. Tìm anh để em tự lo lách vào. Anh vẫn chưa hiểu được em làm bằng cách nào. Shortly, chỉ you got a dream. Có những lúc anh chỉ biết lặng im. Anh chẳng sống với em đâu giờ. Bởi vì đã lòng chẳng sống. Chẳng sống với em đâu giờ, bởi vì đã lòng chẳng sống với em đâu giờ. Trong tình yêu
yeah, 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 yeah. Lại là DJ tim bất khả kháng, anh làm việc mất khả tham, để tìm đất bao sáng. Cái money ở trong tay, nhà khách không xa xa. Cho nhạc rap kiếm tiền rất thỏa đáng, anh đã vững như tòa tháp. Cái này để anh xa lắm. Còn đồng minh tên là rap, on stage thả ra. Rider get the bang no cap, và đồng minh và đồng vung bình rung. Mấy viên đá đây chứ tại gì? Lên xe tăng gai. Anh đi check map và từng vùng, chưa còn biết đối với anh easy. Lao động xuyên đêm làm nhạc ly bì. Ở đây là nhà dê bán nhạc chất. Anh bước đến phải xếp thành hàng. Yes sir, I got my swag. Rock that beat bây giờ sắm thành vàng. Ngọc trần lại trên internet. Working hard and getting money. Phải khiến bản thân tốt hơn. Khi lao về đích tôi khi flexing chỉ là vô tình. Để chúng ta phải bet on. Mày ăn toàn sang với những điều anh đã làm. Đi nguồn cả gang anh không ai va chạm. Đêm nay xa làng easy anh qua màng. Nhà on top cả thang hợp đồng này lại ra hàng. Cố gắng gì mà những năm nay chẳng ra lề. Nhớ mai thật flow trên cả melody. Hay cùng DJ nhà áp thâm demo để nâng yeah. Giá trị. Đi nguyên team bất khả kháng, hay là việc mất cả tháng. Để đi tìm đất bao sáng. Kiếm money ở trong tay, nhà hay cũng xa xa. Cho nhạc rap kiếm tiền rất thỏa đáng. Anh đã vững như toàn tháp, kế để anh xa lắm. Còn đồng minh tên là rap, on stage thả sáng. Anh như thích thời trang, không thích mất thời gian. Phong cách tết phải bàn, just need a flex bằng nàng. Anh như thích thời trang, không thích mất thời gian. Mình em just call I. Xung quanh bao nhiêu là anh đen. Bước lên sân khấu đã ánh đèn, vẫn một quần áo đã xanh đen. Đèn màu mà ảo như say men. Nhảy lên đây cùng những người anh em. Anh rap đôi bụng không phải còn cảo. Ý kiến ý cỏ thôi đừng ngồi nào. Anh mình nhiễm với mấy lời xì xào. Biết nghe lời đồng minh team mời vào. Đeo trên tay là Richard Melee. Mỗi khi on mic của thằng Kim Billy. Nhà anh mà từ nông thôn vô đến tức city. Từ rap Việt đến bầm non ABC. Cầm mic check yeah 1, 2, 3. Giữa là khán giả anh là superstar. Trên xe đề sao lưng cái double lo. Mở cái playlist nhạc phát ra loa. Nhạc của anh không thị trường. Đây là hip hop không phải bóng của mình. Anh kiếm con trend và tạo trend. Vion phiên bản toàn cầu miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.